Chào tất cả anh em, mình lại tiếp tục lên cho anh em một mặt hàng Nhật Bản. Lần này mình lên cho anh em được vài cây sủi chuyên dụng để cắt da giày cho những anh em thợ mà chuyên làm nghề đóng giày á. Cái cây này là cái cây chuyên dụng để cắt da thừa da giày trong quá trình anh em đóng giày da rồi cần phải cắt gọt những cái chi tiết thừa thì có cái cây này để anh em sủi nó cái phần da thừa rồi da nó bị dày á, thì anh em cần cây này. À, nó cũng nói chung là cái anh bên phía làm da dày sẽ rành hơn mình. À, thì cái cây này á, là cái cây nó có chức năng như thế. Ngoài ra là anh em còn dùng nó có thể sử dụng cái cây này mà anh em làm bên nghề mà sửa chữa xe máy ô tô á, mà dùng cây này mà đỡ cạo ron á, phải nói là bá cháy bồ chét luôn. Cây này nó có thể sử dụng được tính năng đó luôn anh em. À, nếu anh em nào muốn sử dụng nó vào cái việc đó. Còn về chiên của nó thì nó dùng để nó cắt gọt da dày. À, cái cây này là nó chuyên dụng là như thế, nó rất là bén đó, chứ không phải là nó bình thường. À, nếu anh em muốn bén hơn thì anh em có việc mài thêm tí nữa là nó bén ngọt luôn. À, mình test thử cắt giấy cho anh em thấy này. À, việc sử dụng cái này thì mấy anh em trong nghề đó, thì anh em họ họ rành hơn mình thì chỉ có bán nên mình không có rành gì cách sử dụng lắm, nhưng mà mình hiểu là nó chuyên dụng để anh em cắt gọt những cái da dày thế này nè, ví dụ đóng là dư da thì anh em phải dùng nó để đóng xuống để cắt đứt cái miếng da thế này. À, còn về mình test thì mình sẽ test cho anh em thấy nó bén thôi, nó bén lắm đó, mình anh em coi nè đó. À, đây là cái da thắt lưng này. À, còn việc sử dụng nó thì cái này mình chỉ biết nó tới như thế. Thì mình cũng báo giá với anh em luôn, cái cây sủi chuyên cắt da dày này mình bán với giá là 150 ngàn chưa phí vận chuyển một cây. Thì anh em nào có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình. À, mình review lại cho anh em thấy một lần nữa ha. À, cán gỗ cùng màu sơn đỏ rất là đẹp. Hàng này là cây cây này là thép, nó không bao giờ bị rỉ sét nha anh em, nên là nó rất là sáng sủa sạch sẽ khi sử dụng. À, anh em không lo bị sét bị vấn đề gì mà nó xấu hết. À, những anh em nào bên làm ngành giày da có nhu cầu mua về sử dụng thì liên hệ mình, hoặc là những anh em nào mua về đỡ sủi ron xe máy xe ô tô thì cũng liên hệ luôn ha. Cây này nó cũng xài được tính năng như vậy. Rồi mình test cho anh em thấy à, cái độ bén của nó, lớp da này nó khá là dày đó chứ không có mỏng đâu, mà mình sủi nhẹ là nó đứt. À, à rồi giá là 150 ngàn chưa phí vận chuyển một cây, anh em sở hữu một cây chuyên cắt gọt da dày này. Rồi xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.